Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong thời gian gần đây, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã có những bước tiến đáng kể trong việc hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Vấn, 77 tuổi, đến từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Bà Nguyễn Thị Vấn được chẩn đoán mắc bệnh u ác ruột non, một căn bệnh nguy hiểm và không đặc hiệu. Với sự tận tâm của các thầy thuốc, nhân viên y tế và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phác đồ hỗ trợ điều trị của bà Nguyễn Thị Vấn đã được hoàn thành và đạt hiệu quả cao. Hành trình của bà Nguyễn Thị Vấn không hề dễ dàng. Đối diện với những khó khăn trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư, bà Nguyễn Thị Vấn đã trải qua nhiều gian nan và thử thách. Tuy nhiên, sự kiên cường và lòng quyết tâm đã giúp bà Nguyễn Thị Vấn vượt qua mọi rào cản. Cùng với sự đồng hành của gia đình và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước, bà Nguyễn Thị Vấn đã tìm thấy ánh sáng, hy vọng trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này. Sự đóng góp của cha Pero Nguyễn Văn Tường cùng đội ngũ các thầy thuốc không thể không nhắc đến. Họ đã không ngừng nỗ lực để đem lại những điều kỳ diệu và tốt đẹp cho bệnh nhân Nguyễn Thị Vấn. Chia sẻ tình thương và sự quan tâm sâu sắc trong từng giai đoạn hỗ trợ điều trị ung thư, gia đình bà Nguyễn Thị Vấn hiện tại vô cùng biết ơn trước sự giúp đỡ của tất cả những người đã hỗ trợ. Họ cầu nguyện và cảm tạ Chúa cùng với lòng tri ân sâu sắc với cố linh mục cha Pero Nguyễn Văn Tường. Các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã cùng nhau viết nên câu chuyện cảm động về tình người, tình thương trong cuộc sống. Hành trình của bà Nguyễn Thị Vấn không chỉ là một câu chuyện về bệnh tật, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Chúng ta hy vọng rằng những tấm gương như bà Nguyễn Thị Vấn sẽ tiếp tục lan tỏa niềm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống để mọi người có thể vượt qua khó khăn và thử thách. Xin trân trọng. À, dạ thưa cô có thể cho con biết á, cô họ tên gì và đến từ đâu không? Cô là Nguyễn Thị Vấn, đến từ tỉnh Kon Tum. À, thưa cô, cái hành trình mà chữa bệnh ung thư của cô á, là đầu tiên cô có thể cho biết là cái triệu chứng ban đầu là như thế nào, rồi sau đó cô đi bệnh viện nào? Triệu chứng ban đầu của cô là nó cũng không đau mà nó cũng không có biểu hiện gì cả. Thế thì mới đi khám định kỳ, là con nó bảo lâu rồi mẹ không đi khám thì đi khám tổng quát. Thế thì siêu âm thì là các bác sĩ họ nghi là có khối u ở trong ruột non. Thế sau là đi chụp CT cắt lớp nó mới rõ. Thế xong về thì gia đình cũng bàn bạc, thì các bác sĩ ở bệnh viện Gia Lai thì bảo lên đây chúng con phẫu thuật cũng được. Thì các gia đình bảo đi tuyến trên là ra Hà Nội. Ra Hà Nội mổ từ năm 2020, thì đến năm 2023 bữa đi mổ là các bác người ta bảo u lành, thế cũng không muốn đi kiểm tra định kỳ. Thế mãi tận khoảng độ 2 năm rưỡi, gần 3 năm mới đi khám, mới đi siêu âm, thì phát hiện ra là mình mổ ở cái vết mổ này nó có cái u, nó cũng nhỏ thôi, nó ở trên hầm thành bụng, ở thành bụng chỗ vết mổ cũ. Thế thì là cái tháng 8 2023 lại ra Hà Nội mổ tiếp cái u đấy. Thì các bác sĩ người ta mới đi xét nghiệm về khối u đấy, người ta mới bảo ác tính. Đấy, thế ác tính thì nó bắt đầu là cũng theo bệnh viện là điều trị. Thì các bác là cho uống thuốc Tây nhưng mà không chịu được. Uống thuốc Tây vào nó nôn ói hết. Thế ăn cái gì nó ói, mà uống thuốc nó cũng ói, mà ăn uống vào là đều là ói ra hết. Thế sau bắt đầu là mới đi, người nhà thì con cháu nó cũng lên mạng, mới đi lấy thuốc nam của cái ông ở tận Tây Ninh. Thế thì về là uống thì lại không cho ăn các loại rau gì cả, chỉ có ăn củ quả, củ khoai, mới lại bí ngô, bí xanh bầu thôi.
còn các loại rau là không cho ăn. Sau bắt đầu là nó mới tụt áp huyết. Đấy, cô là áp huyết nó đã thấp rồi, nó mới tụt. Tụt áp huyết xong là đến cái cữ ăn Tết mùng 5 Tết mới rồi này này là nó yếu quá. Xong bắt đầu là đi bệnh viện Gia Lai. Họ mới truyền nước, các bác sĩ người ta truyền nước, truyền sữa, truyền đạm. Bây giờ là nó mới khỏe lên được. Bắt đầu lại tiếp tục đi ra ngoài Hà Nội để khám. Thế thì cũng lớn tuổi đi là nó vất vả lắm. Mỗi chuyến đi ra cũng thấy khớt lắm. Thế mà ở Gia Lai thì khám thì lại không có xét nghiệm máu được. Thì là cứ phải ra ngoài đấy. Thế thì ra thì quá trình mấy cái tháng mà uống thuốc nam kia nó quẹt quẹ quá. Nó không đủ nuôi sức khỏe là nó yếu. Sau đi bệnh viện, về thì cũng lại ăn uống bình thường. Chắc là nó lại phát ra, nó mới từ ruột non, trước là nó có u ruột non, đầu nó di có mấy nốt xăng gan. Mấy nốt xăng gan thì là mang hồ sơ đây là thầy, các thầy nói là có mấy nốt trên gan. Nhưng hôm thứ 6 là thầy Thanh cho đi khám, thì lên bệnh viện thành phố Trà Vinh này thì xét nghiệm này, thì là 3 nốt là nó còn có 1 thôi thầy ạ. Đấy, nó còn một thôi thì là nó tiêu được 2 cái rồi. Thế còn các chỉ số là an toàn về bình thường hết. Đấy, nó chỉ còn mỗi một cái nốt khối u ở trong gan nữa thôi. Đấy, là thầy kết luận là an toàn bình thường. Cô có thể kể cho con biết là cái ngày đầu tiên mà cô đi đến phòng khám này á là như thế nào, gặp ai, tư vấn như thế nào? À, cái phòng khám đấy là cái đợt 3 tháng vừa qua là từ Tết đến tháng 3 là cô đi khám ở Hà Nội. Sau bắt đầu là đến tháng 6 là 3 tháng nữa là đi khám ra Hà Nội, nó vất vả quá. Thì anh trai mới bảo là thôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh cho gần. Thì vào đấy khám thì cũng cứ chờ đợi kết quả, cũng khám tổng quát cũng lâu lắm. Mấy tuần ấy mới được kết quả, cái này thì người ta lại cho đi khám cái kia. Thế là cứ hai ông bà là khăn gói là 3 tuần mới được kết quả. Thế thì có bà là Nguyễn Thị Phụng, bà đấy chữa ở đây. Cái con gái nhà bà ấy thì lại gần nhà con gái nhà cô. Thế thì nó mới nói chuyện là mẹ hai đứa là đều có mẹ bị bệnh cả. Thế cô kia mới nói chuyện là mẹ chị đi ở trên tra tường, thì các con nó dùng điện thoại nhưng nó không biết đừng mở ra để nó lên mạng nó xem. Thế là chị này chị mới nói chuyện, thế thì là nó mới lên mạng nó xem, nó gõ vào là phòng khám tra tường là nó mới xem thì là nó mới lại xin số điện thoại của bà Phụng là để liên lạc với hai ông bà là từ thành phố Hồ Chí Minh là đi lên đây luôn chứ không về nhà nữa. Đấy, đi khám là do là mối manh từ bà đấy, là con nói chuyện với con mình đấy là mới biết thì là mới hai ông bà là khám xong được kết quả cái là xin giấy người ta không có cho, xong là phải xin mượn để photo lấy cái giấy đấy để mang lên đây cho các thầy xem. Đấy thì là kết quả được cái là photo giấy tờ đầy đủ, cái là hai ông bà hành trình lên đây luôn chứ không về đến nhà nữa. Thế là vào đây là cũng sắp xỉ được 3 tháng rồi, đến 28 này là được 3 tháng này, vào 28 tháng 6. Rồi vào đây như thế nào? Vào đây thì là được các thầy, đồng thì các cô, đồng thì ấy là rất quan tâm phục vụ các bệnh nhân. Đấy, thì là đội ơn Chúa, đội ơn cha, đội ơn các thầy. Rất là chu đáo cho các bệnh nhân, đến đây là thuốc gạo các thầy cho miễn phí, đằng thì ăn uống theo cái chế độ khoa học của cha thì là đạt hiệu quả cao. Đấy, ai vào đây cũng mong muốn là như thế này. Vâng, cảm ơn Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã có kinh phí để hỗ trợ phòng khám, để kêu mang để giúp đỡ điều trị không đồng để cho mọi người để được mạnh khỏe trở về với gia đình. Đấy, xin cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Rồi qua những tháng mà hỗ trợ điều trị ung thư của cô ở đây á, cô có ấn tượng gì để lại tới đây không? Có, thế là cô rất nhiều ấn tượng để lại đây với các chú, cha, với các thầy, các cô ở đây rất là nhiệt tình, mà lại quan tâm đến các bệnh nhân, là cô rất là ấn tượng. Đấy, mọi người đến đây rất là hoan hỉ, vui vẻ. Đấy, không có cái gì là
phê phán hay là trách gì cả. Chắc thầy rất quan tâm, hỗ trợ bệnh nhân. Cái gì không biết hỏi là tư vấn tận tình. Đấy, không có cái gì là khó khăn cả. Là rất là cảm ơn các thầy, các cô ở đây phục vụ từ gạo, nước đến thuốc đến các thầy khám. Rất là quan tâm đến bệnh nhân. Đấy, xin hết. Rồi trong cái những ngày tới này, sau khi mà cô về nhà, cô có dự định cái gì không? Những ngày tới này về nhà là cô cũng dự định là giữ theo pháp đồ của cha để ăn uống, để như các thầy đã truyền đạt cho, để những cái kiến thức để mình ăn uống để cho nó được kéo dài tuổi thọ. Đấy, mong cầu là mọi người cũng như thế, mà cô cũng thế, cũng về là ăn uống theo pháp đồ của cha, của các thầy đã dặn dò, đừng thì đã tư vấn cho về để ăn uống theo thế, để được mãi mãi là bệnh không phát tái lại nữa. Rồi, cảm ơn cô. Vâng. Cái bệnh cô là bệnh gì cô? U của ruột non, thế thì mổ đã cắt đi mất 12 phân rồi. Các bác sĩ người ta may ruột vào. Thế là qua 3 năm sau mới lại phát sinh ra cái ở trên thành bụng chỗ vết mổ. Đấy. Thế là bắt đầu là nó mấy tháng sau là nó di sang gan mấy nốt. Đấy. Thế là bây giờ là 3 nốt thì là nó khỏi được 2 nốt rồi, còn 1 nốt nữa. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si.
bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Tình bạc
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.